Hello, chào bạn, chúc bạn một ngày được tốt lành. Thì bữa nay trời ở miền trong miền Nam mình mưa bão nhiều quá. Thì mình sẽ làm cái clip nói chuyện cho vui, cho chia sẻ bạn cái chuyện cho vui thôi nha. Thì có nhiều bạn comment mình hỏi mình cái clip cây mai trời mưa nhiều quá. Cây mai có xấu cho cây mai hay là tốt cho cây mai. Thì mình cũng nói luôn thì sáng nay mình cũng làm clip này vui thôi, thì chia sẻ cho anh em cái cây mai á, trời mưa lạnh, mưa quá là chết, mưa là tất nhiên trời bão là trời sẽ lạnh thì mai nó sẽ chậm nở hơn là trời nóng, đúng không bạn? Chậm nở hơn trời nóng thì nó có lợi á, là lợi những cái mai nụ lớn vậy bạn đó, có lợi những cái mai mình nụ lớn vậy này, nụ lớn vậy thì sẽ có lợi cho mai những cái mai nụ lớn. Còn những cái cây mai mà nụ nhỏ đó thì trời lạnh quá, các bạn phải giảm lượng tứ lại bớt cho nó ấm cái rễ, cho cái nụ nó phát triển, chỉ để không như khi nó sẽ teo, nhưng cái nụ nó có màu đen như này. Đây mình sẽ đó có màu đen nha. Cái nụ này thì nó không hư gì bạn. Nhưng nó teo nè. Nó sẽ teo cái nụ này. Thì nó teo cái nụ này các bạn sẽ phải dùng một loại thơm gọi là loại phân, gọi là phân bón để nuôi nụ. nuôi nụ gọi là phân kích thích á, để nuôi nụ, chứ nếu không là nó sẽ đai như nụ này. Đây nụ này là đai nè, đó nụ đai nè. Còn cái nụ trên đây này, trên đây có tí xíu đai nè, mình quay lớn là thấy nụ rõ đó. Cái này thì nó có tí xíu thôi, nhỏ này có chút xíu thôi chứ không phải là cái đọt thôi, thì nó sẽ đai những cái mầm nụ đó. Còn những cái mầm ở trên đây là mầm đọt nè, mầm nhọn, mà thấy mầm nhọn nhọn như là mầm đọt thì nó sẽ đai mấy những nụ đó, nên bạn phải tưới lượng nước ít lại, giảm lại, đồng thời các bạn sẽ đem ra chỗ ngoài ánh nắng cho nó ấm bầu rễ, cho cái bộ nụ nó phát triển. Cái đó là mình nói với cây mai nụ nhỏ thôi nha. Còn những cây mai nụ lớn thì khỏi, dù theo gì các bạn sẽ thường thường sớm nữa, sáng sớm đúng không, bạn tưới đúng không? Thì trời lạnh quá thì bạn phải sẽ tưới khoảng lúc 9 giờ 10 giờ. Đừng có tưới trưa thôi nha bạn. Tưới khoảng 9 10 giờ, tưới lúc mà mặt trời lên á. Hoặc là lúc 7 giờ mấy 8 giờ tùy theo tùy vùng, tùy địa phương, tùy chỗ. Thì chỗ nào bạn thấy mặt trời lên mà nó nóng, nó ấm cái rễ rồi thì bạn sẽ tưới nước nó thôi, chứ đừng để cho nó khô quá nó cũng sẽ nở luôn á. Trời lạnh thì lạnh chứ bạn để khô nó cũng vẫn nở bình thường. Cái đó là cái nguyên lý của chăm sóc cây mai thôi, thì phụ thuộc vào các bạn. Chứ mình có chia sẻ lên đây cũng nói chung mình biết cái gì thì mình chia sẻ đó thôi, chứ cũng không có hết được ý, đã không hết được, không hết cách được cách chăm sóc đâu các bạn. Cách chăm sóc mai này ăn thua phụ thuộc vào mấy tháng cuối này, mà cuối này thì mỗi nhà vườn mỗi cách chăm sóc khác nhau, mỗi người dưỡng bông, có người thì họ kích thích dưỡng bông nhiều quá đó. Kích thích ra bông nhiều quá thì họ sợ năm sau khó chăm sóc, còn có người họ thích ra bông để ra bông cho nhiều cho đẹp. Mà tốt nhất là các bạn sẽ dùng lượng phân bón dưới gốc thôi, phân bón có hàm lượng kali cao, hoặc là phân bón phun trên lá cũng có hàm lượng kali cao, hoặc là cái loại phân bón mà nó có người ta để kích thích cho bông tăng trưởng nụ thì bạn sẽ dùng vô đó để thay thế cho trời lạnh này cho nó tăng trưởng thôi. Thì bạn cũng phải nhắm dựa vào cây mai bạn tăng trưởng, chứ bạn đừng có cây mai mà bự quá bạn tăng trưởng quá cái nó nở luôn á. Như bạn sẽ rồi cuối năm bạn sẽ dùng những lời phân cây cao á, là để cho nó nuôi bông, bông vàng, bông đẹp và bông nụ tròn, nụ no, nở ra cái bông nó mới dễ coi, chứ nếu không nó nở ra cái bông của tiền á. Đây mình đây có cây mai nở, mình quay coi đây đó. Nếu các bạn mà chăm sóc tốt á thì một cái mùa nụ mai bạn nó sẽ nở được 7 bông hoặc 8 bông, 9 bông thì thường là nó sẽ nở đều nha. Mình nhưng mà thấy không, như cây này của mình thì có mình đã lặt hành bông ở giữa rồi thì nó có 2, 4, 5, 6 bông thôi, 6 bông, nhưng bạn thấy nó phải đều ha. Dù bông này thì mới nở hồi sáng hoặc nở trưa giờ mình cũng không đấy, thì giờ mình xuống thấy nó nở thôi chưa, thì cái bông này nó sẽ mai nó nở, bông này cũng lại mai nở, bông này cũng sẽ mai nở nè đó, nó sẽ nở một đồng loạt. Còn cái bông này là sẽ mốt nở đó, nó sẽ nở đồng loạt một ngày cách nhau ngày hai ngày cho nó đẹp. Chứ cái bông nhỏ như bữa mình làm clip trước á, cái bông này cái nụ này nhỏ xíu, cái nụ chà bá nụ ấy thì nó không có đẹp lắm. Với dàn nụ bạn nè, dàn nụ bạn nó cho nó đồng đều nhau. Đó, nó phải đồng đều nụ nhau, mỗi cái búp này là nó sẽ ra được 7 tấm bông vậy đó. Bạn sẽ cho nó đồng đều nhau chứ đừng có cái nhỏ quá, cái lớn quá, cái gì cũng nó cũng không có ổn. Nên mình mới làm cái clip để chia sẻ các bạn cách dùng cái phân để nuôi nụ á, thì nó vậy đó.
nuôi nụ thì để nuôi cho nó nụ nó cho nó no nó tròn cho nó đồng đều nhau. Thì cái mình đây mình đang đứng giữa gần mấy bốn năm cây mai mình đây, một bốn năm cây này, cái nói chung cây nào nụ cũng lớn mà. Cái mấy cây này mình đem vô cho hơi trong mát chút, mình sẽ ngồi chỗ này bữa hôm chỗ mình quay cái ấy sẽ ngồi trong mình sẽ chia sẻ bằng luôn. Thì nó đồng đều vậy là nó sẽ nở đồng loạt một lượt một này, nhìn cái mai nó sẽ đẹp hơn. Chứ còn các bạn mà để nụ nhỏ nụ lớn thì tới hồi nó nở ra nở lắc đắc, nó nở qua tới tháng giêng nó vẫn còn nở, nó sẽ xấu lắm. Thì chủ đề bữa nay chỉ mình chỉ trả lời comment những vậy thôi, vậy là nói chuyện với các bạn cho vui thôi chứ cũng không có gì quan trọng. Nên trời lạnh thì người ta bởi vì có nhiều anh em chia sẻ lên mạng, người ta nói phải phụ thuộc vào thời tiết. Thì thời tiết là vào thời điểm này nè bạn, thì bạn sẽ kiểm tra nó coi trời thời tiết lạnh hay thời tiết nóng. Đây mình không có cầm cái máy đo nhiệt độ, nếu đo nhiệt độ bạn kiểm tra lạnh nóng thì bạn đi biết cách bạn xử lý, bạn điều khiển cái máy bạn. Để coi mai mình trồng ở trong đất là phụ thuộc vào cái lượng phân bón và phụ thuộc vào cách mình chăm sóc thôi. Chứ ở ngoài đất thì bạn không có điều khiển nó được được nó đâu. Ngoài đất thì nó thích nở hồi nào nó nở, nó thích không nở hồi nào thì thích không nở. Bạn cũng không có thể nào điều khiển được toàn bộ cho nó, cũng vẫn điều khiển được nhưng không có được bằng trong chậu bạn. Nên mình sẽ điều khiển cho nó nở đúng ngay giao theo nhau thời điểm mình, và mình sẽ canh đặt lá nó đúng thì cái mai mình nó sẽ có hiệu quả hơn. Đầu cây mai mình thì nó tí xấu thì không có canh nhánh, nhưng mà điều nếu bạn để cho nó nở đúng ngày ngày 29/30/1 gì đó, mấy ngày đó mà nụ nó bung đều, nó nở đều hơn, thấy nụ bự hết như cái nụ hồi nãy đó, thì cái mai bạn nó sẽ có giá trị liền. Ăn thua là cái nước đó, chứ quan trọng là nở cái bông ra phải cho bự cái bông, chứ đừng có nở bông ra teo nhìn cái bông nó thấy vô nhìn cái bông nó thấy họ không mê rồi đó. Nhìn cái bông là thấy không mê được cái mai đó, người thấy không? Cái mai mình này, cây này thì nó chỉ có mấy cánh thôi. Hình như nhớ lên hình như cây này nó chín, có 9 cánh thôi, 2 4 6 8 9 đúng chỉ 9 cánh à. Mà mình thấy cái bông không, bông không, nó bông bự mà và màu vàng đẹp. Thì cái đó là do mình chăm sóc thôi, còn do cái giống mai thì cũng có một phần nào, giống mai thì nó loại mai nhiều cánh, mai bự cánh thì nó cũng lời là phần nào, nhưng mình nếu mình chăm sóc tốt thì nó sẽ phát huy được hết cái giống của nó. Thì bạn lấy cái giống mai Thủ Đức đi, 24 cánh thì bự và bá ngon lành ha. Mà các bạn chăm sóc ấy quá thì nó nở ra dặn 20, nó nở ra thì có mười mấy cánh, mà điều nó cái cánh này nè nó không có dương hết, nó không có thẳng được thẳng hết những cái cánh này bạn, nó sẽ không có dương không thẳng được, nhìn cái bông mà nó không bự, nó cà teo nhìn bông thấy nó nhìn thấy là chán, nên cái mai đó sẽ không có giá trị. Là do nó họ chăm sóc chứ không phải là do cái giống cây mai nha bạn. Còn nếu bạn chăm sóc tốt thì nó sẽ nở, cái đầu nở nó bự, nó lá ngon. Đây dưới đây mình có cái nụ nè, đó như cái nụ này nó bị che khuất ở trong này, nó không có hấp thụ được nhiều nè bạn, thấy không? Một cái búp nó chỉ được một cái nụ, và cái nụ này mình nghĩ cái nụ này nở ra chắc cũng không giống ai đó, nên mấy cái nụ đó là không có tính mấy nụ đó, tại vì dàn tính trên đọt thôi. Thấy cái mai mình lặt lá hết là nở đều hết là mà thấy nó ok nè. Thì rồi mình sẽ đi một vòng vườn mai mình luôn, mình kiếm coi còn cây nào nở không. Bữa nay mình làm clip vui thôi bạn, hôm nay nói chung không có lên gặp các bạn, không chia sẻ, các bạn không làm clip thì các bạn sẽ mình cũng thấy cảm thấy buồn, và các bạn cũng sẽ có khi quên luôn cái kênh của mình, nên có khi không còn nhớ tên mình là tên Trung nữa cũng không nên. Nên mình sẽ làm cái clip đợi cho nó đều, gọi là đều clip thôi, chỉ clip bữa nay là trời lạnh trời nóng thì cái đó anh em trồng mai mình nghĩ ai chắc cũng ý biết thôi, mà những người chơi mới chơi mai thì dù sao họ cũng đã có học hỏi được chút đỉnh rồi, thì họ cũng chắc họ cũng biết rồi chứ không đến nỗi nào đâu. Đây cây nhà này bữa hôm mình nói với bạn này, nói này. Hồi đó mình mua giống này là hồi năm rồi, mình còn lại một mớ mai Thủ Đức, năm rồi mình mua thêm một mớ nữa, thì lấy thêm một mớ về nữa về, mà người ta nói là mai Thủ Đức 24-20 cánh, mà hôm nay mình thấy hình như có nở được 2-3 cây, chỉ được đâu khoảng mười mấy cây mình nở được mười mấy cây chỉ được 24-25 cánh thôi, còn nhiều đa số mình thấy là chín cánh bông lớn nhiều. Đây đa số là 9 cánh bông lớn thôi đó, không biết cái nó là do cái giống mai bạn, chứ phải cái lá mai Thủ Đức á là nó sẽ không giống mày nè, nếu bạn nhìn lá bạn biết nè, nó sẽ không có mỏng gì đâu, nó lá mai Thủ Đức nó phải dày vậy bạn, nó dày và cứng như nè đó, nó dày cứng như là tôi gọi là giống mai của Thủ Đức. Các bạn nếu không có nhìn cánh, các bạn sẽ nhìn cái giống cũng được, bạn nhìn cái giống cái cây đó, nhìn cái lá đó
lá nó dày nó lớn rồi qua là nó là mai Thủ Đức, nó chỉ dày đó. Chứ đặc biệt mỗi dùng mai, mỗi là mai nó khác nhau hết chứ không ai giống ai. Mai Bình Định rồi mai mai Bến Tre, mai này kia rồi mỗi giống nó cũng mỗi khác nhau hết chứ không giống nào giống nào giống giống ai đâu mà. Mỗi giống nó mỗi có cái khác, các đặc biệt khác nhau. Khác nhau nếu mà dân ngoài chiều cực cho mai á, thì họ nhìn vô cái lá mai họ sẽ biết cái mai đó là xuất xứ từ từ đâu, là người ta sẽ phân biết được cái mai đó là mai, cái mai ấy về mai đâu nè. Nhưng mà thấy cái mai Thủ Đức mình ghép rồi đó, mà thấy lá dày cứng nè. Cái mai này mà cái mai mình nói các bạn, mai mình để dành bao ghép đó, mà thấy lá dày cứng này không, bao mai này nếu ta hôm nay nó chưa nở chứ nó nở mình sẽ cho bạn coi, mình dám cái bạn là nó sẽ 24 cánh luôn đó. Nhìn cái lá nó dày nó khác, thì cái đó là cái kinh nghiệm của riêng mình thôi, chứ thực tế có nhiều lúc mình còn làm đấy, mình chơi cũng nhiều năm mà nhiều lúc mình còn có thể mình còn mua cái mai còn bị lầm. Như được họ mình mua mới mai này là họ con hết rồi, còn có cái cành không à, đâu có nhìn thấy cái lá đâu mà biết mai gì, thì họ nói mai gì mình nghe mai đó thôi. Đây là cây Thủ Đức chính cống mà, thấy lá không? Lá dày và cứng. Mình đây cây này đây. Mình tính hết vô mình chắc phải cỡ được 40 cây mai Thủ Đức các bạn. Đây cây này, mà đặc biệt của nó là nó bông nó nụ nhiều nha bạn, nụ nhiều như đây nụ nha, nụ nhiều nụ bự nha, nụ bị nhiều bự, cây không bao nhiêu hết, nhìn nụ là thấy ghiền này, nở bông là quăng thì sẽ không có chơi vào đâu được hết, là bông bự bông lớn nữa. Nó sẽ khác những cái mai thường. Nếu mình chịu cực chăm sóc là mình chịu cực tìm hiểu chút xíu là mình sẽ biết được cái kinh nghiệm nhỏ đó. Đây những cây này mình mới ghép đây, mà thấy không, nó lai bông, thấy cây có hai cái nhánh bằng khúc mà bông đầy nhóc cây luôn ha, đó bông này nhóc cây. Thì đây còn cái cây này mình cũng lấy mai do Thứ Đức mình ghép qua đây nè, bạn thấy lá này không, nó lá dày cứng nè, dần dần bông nè. Mình mới ghép hồi đầu năm thôi nha bạn, đầu năm thôi nè, ghép được có một bo ghép nè, đó mình chia sẻ bài đó. Đây bo này chưa liền nè, mình mới ghép được năm chưa liền ha, hồi đó mình lấy gốc hơi lớn chút thì đó mình thấy ghép mới có năm nó đã ra được như đây cây đó. Nếu chiều cực mình trồng mình ghép kiếm mấy cái cây phôi nhỏ cây này mình cỡ như chừng 200-300 phôi này, mình ghép cứ phôi bo mình ghép từ đầu năm tới cuối năm mình có thể mình tại cái này mình tính mình không bán, mình không con cành là nhiều con cành cắt lại nó sẽ ra là cuối năm sẽ có thể sẽ bán được, ghép đầu năm cuối năm được bán thì cây được 200.000 là phải gốc bự vậy bạn, chứ còn mấy gốc nhỏ như bên kia là không được đâu nha, nhỏ kia bán không có ai thèm mua đâu, mày nhỏ á, mấy nhỏ mình đem vô kia mình giấu hết rồi nè. Còn đây cây này bạn nè, như mấy gốc nhỏ này là không được nha bạn, gốc nhỏ này ghép đi không được nha, đó nhỏ gốc bằng tay tay tỏ đâu có được, phải ít ra bằng chân cái ghép vô nó mới mạnh được cái bo nó xong, nó mới mạnh được và mới bán được. Còn cái này ghép là gì, ghép để cho nó liền thôi đó. Sau này nó lớn lên bự lên bằng cùng tay họ sẽ không biết cây mai ghép thôi, chứ mai giống đó kho không ghép được. Bên kia mình dặn mai con mình để dành mình ghép đó. Qua năm mình ghép rồi thôi, clip bữa nay mình sẽ ngưng ở đây. Chúc các bạn được một ngày vui vẻ và năm mới được dồi dào hạnh phúc. Đây mình ở đây mình có mới chở một container xe trôi tấu đây, mà mai mình sẽ làm cái clip giới thiệu bạn cách trộn này. Thì nay cũng dầu sau gần tới Tết rồi, mình sẽ chuẩn bị cái trộn đi để qua sang năm mình có cái nào mình thay mình sẽ giữ. Mình sẽ giữ giỡn cho bạn vui, có xe đùa. Rồi xin chào bạn, hẹn gặp lại bạn trong clip sau nha.